Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến thăm gia đình của anh Thương. Thì hôm nay được thầy Thật Tánh ở Úc Châu có gửi quà cho hai chị Diễm với chị Tiền. Thì hôm nay Thiện ghé nhà anh Thương, vợ của anh Thương là chị Diễm á, để trao cái số tiền thầy gửi cho chị. Rồi chào chị, chào hai đứa con. Nè chị, gắn cái mic. Hai đứa bữa nay không có đi học hả? Dạ. Anh Thương không có nhà hả chị? Không, lung ông cây à. Hôm nay em ghé thăm gia đình của anh chị với hỏi thăm hai đứa nhỏ học đầu năm á. Mấy đứa học lớp mấy hết rồi chị? Này học lớp 7, này học lớp 5. Học trường gần đây không? Dạ cũng gần, ở xóm. Rồi đầu năm mới mấy đứa nhỏ có sắm tập vở gì chưa? Sắm được thằng này chưa được sắm. Tại thầy chưa có bán sách. Rồi sách là bán trong trường bán luôn hả? Bán sách, áo, quần bán hết. Không mua ngoài được luôn? Không. Mua ngoài tắm cho học. Vậy hả? Dạ. Này lực mới ha. Đồng phục đâu mua chưa hết. Anh Thương anh đi luôn làm công chuyện hả chị? Thì em có quay phim chị với chị Tiền đi làm cầu làm đò đó. Dạ. Thì thầy Thật Tánh ở Úc có coi được thì cũng có gửi tiền để hôm nay em đến đây để gửi tặng cho chị để lo tụ trường đầu năm cho mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Vậy là một đứa thì đủ rồi ha. Dạ. Đứa thì chưa có hả? Đứa chưa, thầy chưa có bán. Chắc thứ hai á. Dạ. Thứ hai mới học chính thức. Thì thầy cũng không có biết chị với chị Tiền nó về cũng có nhờ em tới quay phim, mà chị có thể chia sẻ được là mình lúc trước là em cất nhà cho chị. Dạ. Là lúc đó là mình chưa có nhà ở hả? Chưa, lúc đó chưa, còn ở chung với bà ngoại. Là ở đậu. Ở đậu. Rồi sau này cất nhà rồi thì mình ở riêng luôn. Dạ. Đây là cái nhà của chị lúc trước mình cũng vận động giúp cho gia đình là năm 2019. Rồi nhà có làm ruộng không chị? Không. Thường đi làm với chú Thiện đó, rồi đi theo phụ đó. Với nhà cho mấy đứa đi học. Dạ. Rồi mình có mướn đất làm thêm không? Không. Vậy là hai vợ chồng rồi đó, giờ đi làm thuê làm mướn để sống thôi. Dạ. Thì ảnh anh Thương thì đi làm với em 2019 tới giờ. Dạ. Còn chị thì cũng đi theo ảnh phụ tiết những ngày mà buộc sắt hay là làm nhổ đinh gì đó. Dạ. Dạ. Thì thầy cũng muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình chị đó. Dạ. Nhà cửa thì có rồi nhưng mà còn công việc thì cũng phải đi làm với bên đây hàng ngày. Rồi mấy đứa này nó học đỡ không chị? Đỡ, thằng này học đỡ hơn này. Thằng này đó học đỡ mà lúc nó bị bệnh con mắt nó rồi đi chụp em gai gì tới giờ làm như nó không mấy nhớ. Nó học cũng lên lớp nhưng mà nó không có nắm được kiến thức gì nhiều. Nó không có nhớ lâu hả? Chắc cũng không nhớ lâu đâu, lúc trước có giấy khen á. Mà 2 năm nay, 3 năm nay rồi không được, không được. Con mắt con lớn tên Nam hả con? Dạ. Con mắt con là hai bên, là bên nào thấy, bên nào không thấy? Bên phải thấy, bên nào không thấy. Bên phải là không thấy hả? Nó cũng mở được nhưng mà không thấy được hả? Không, nó bị như lủng lỗ trong nghe đó. Nhìn kỹ là thấy có một cục trắng trắng trong nè, mình không nhìn kỹ là nó không sao không sao. Đứa nhỏ tên gì? Con tên Phương. Phương. Con học đã không? Dạ. Năm nay thấy bự rồi. Bự à. Chỗ giờ hết rồi. Năm nào cũng có giấy khen. Là con học giỏi hơn anh hả? Dạ. Năm nay con lớp 5 hả? Dạ. Rồi xe đạp rồi còn chạy được không con? Dạ còn. Tiên cho chiếc, rồi chú Thiện cho chiếc, ngoài chạy. Dạ. Vậy giờ thu nhập của gia đình này cũng đi làm với bên em thôi ha? Dạ.
thì chia sẻ một vài thông tin vậy để thầy biết. Thấy hai chị đi làm cũng cực đó. Dạ. Rồi thầy cũng có coi clip được, thấy được thì gửi tiền cho em, nhờ em đem đến đây cho chị. Thì hôm nay gửi tới chị số tiền 2 triệu hả chị? Dạ. Này của thầy Thật Tánh ở Úc Châu gửi cho chị. Tính quay hôm qua lần mà nghe nói gia đình cắt lúa đó, rồi không có quay được. Nó dính á, phải đủ 4 tờ chứ? Đủ rồi ha. Dạ. Cảm ơn thầy gửi tiền đầu năm học cho mấy đứa đi học. Dạ. Chúc thầy nhiều sức khỏe. À. Tụi con cảm ơn thầy đi con. Cảm ơn. À. Thì hôm nay chú Thiện đến đây để tặng tiền cho tụi con để đầu năm mới mua sắm tập vở quần áo rồi đi học ha. Dạ. Nhà này từ hồi cắt tới giờ ở êm hả chị? Êm. Dạ. Ra vô ngồi học ở đây nó cũng thoáng nè. À, đây cái bàn hai đứa học đấy ha, hai bên ha. Hai bên. Rồi vậy hôm nay đến đây con chúc cho gia đình chị được nhiều sức khỏe, như chúc cho hai con học giỏi ha. Dạ. Hy vọng là trong thời gian tới thì cô bác thầy có xem được thì có ủng hộ tiếp tục cho gia đình á, giúp đỡ cho tụi con. Thì anh Thương với chị Diễm đây là cũng hoàn cảnh nghèo, rồi đi làm với Thiện cũng 5 năm rồi. Giờ mấy đứa nhỏ, lúc trước nó nhỏ, giờ nó cũng lớn rồi, nó học lớp 5, lớp 7 rồi. Thì gia đình không có ruộng đất, đi làm thiện nguyện với Thiện. Ở đây là những anh em làm rất là gắn bó lâu dài. Thì cũng mong rằng cô bác có theo dõi được video này, giúp đỡ thêm cho gia đình. Rồi, chú về hai đứa. Chào chú. Em về đúng không chị? Chào chú Thiện. Dạ. Này ghé thăm chị Tiền nữa. Dạ. Dạ. Thiện xin mến chào cô chú anh chị. Hoàn cảnh gia đình tiếp theo Thiện ghé thăm là nhà của anh Lưu Đồng và chị Thị Tiền. Thì hôm nay cũng ghé đây cũng thay mặt thầy Thật Tánh ở Úc Châu có gửi quà cho hai gia đình. Nãy Thiện ghé nhà chị Diễm rồi giờ ghé nhà chị Tiền. Rồi em chào chị Tiền, chào hai đứa con nha. À, vô trong này ngồi đó chị. Nhà này lúc trước cũng lót cho nè, thấy sạch sẽ, êm. Ngồi ở đâu cũng được. Ủa ảnh đâu rồi chị? Đang đi coi, đợi lấy tiền. À. Đang lối. Rồi từ hồi mình được giúp đỡ tiền chú Lâm giúp đỡ mình mua mướn đất đó chị, chứ không phải mua đất. Dạ. Rồi giờ làm đỡ không? Cũng đỡ. À, vụ vừa rồi trúng không? Vụ vừa rồi Đông Sơn trúng. À. Hè thu thất hả? Hè thu thất lại. Làm sọc, đủ lúa ăn không? Dạ. Đủ. Vậy rồi vụ rồi chúng mình bán được, vậy rồi có mướn đất làm lại không? Có. Vậy là hiện tại làm được mấy công chị? 9 công. Ừ. Mướn được mấy công? Mướn được 5 công. Ừ. Đất của cha mẹ cho 4 công. Đất cha mẹ cho 4 công. Vậy cũng được ha. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ năm nay học lớp mấy hết rồi? Lớp 6. Con? 4. Lớp 4 hả? Biết chữ hết chưa? Rồi tụi trường này có sắm quần áo rồi tập vở cho tụi nhỏ cho chị? Chưa. Chưa nữa hả? Dạ. Đợi bán lúa hay gì? Dạ. Thì hôm nay được thầy Thật Tánh ở Úc Châu rồi ghé, em ghé đây cũng thay mặt thầy đó gửi tiền 2 triệu cho chị. Dạ. Giúp cho mấy đứa nhỏ
tập dở quần áo tụ trường tới nè, đi học. Vậy chị cũng còn đỡ hơn chị Diễm ha? Cũng được mấy công đắc hả? Dạ. Còn chị Diễm thì không có. Đây, nhà cửa của gia đình nè. Lúc trước cũng cha mẹ còn sống cắt. À, lúc đó không có cái nền này đâu, thì cũng lót cái nền cho. Với làm được cái sân. Cái sân tráng xi măng ở phía trước á. Rồi đợt này cắt lúa hè thu xong là bỏ ha, thấy đồng sân mới làm lại. Hai đứa này có biết đi ruộng không? Đi đó. Biết hả? Tiếp dặm lúa được luôn. À, dặm lúa luôn. Năm nay hai gia đình mấy đứa bự bự hết rồi. Dạ. Hai đứa này với hai đứa của bằng nhau á. Anh Thương bằng nhau hả? Ờ. Ủa sao đứa học lớp 7? Đứa học lớp 6. Thằng này vô học trễ. Em đi làm thành phố về học trễ đó. À, trễ hơn năm. Ờ. À, nhỏ này cũng trễ hơn năm luôn. Ờ. Nhỏ mấy cũng lớp 5 với lớp 7 rồi anh kia. Ok, cũng biết chữ cũng được rồi. Học không được cao nhưng mà biết chữ thì cũng đỡ. Chị biết không? Biết. À, biết. Hè thu này làm công được mấy bao? Được chục bao. Rồi bán ký được nhiêu chị? Ký được 8.000 mốt. Ồ, có giáo hả? Bữa hộp người ta cho cọc cái 84 giờ còn 8.000 mốt á. Lễ nè. Sụp hả? Ừ, nó không chịu cân đó kìa. Giờ chịu không chịu thôi hả? Ừ, nó bỏ đó. Rồi đông sân được mấy bao? Nhiêu bao? Đông sân được 20. 20 là trúng rồi đó. Dạ. Hè thu còn có 10 à. Đông sân có sập không? Không, đông sân có sập. Hè thu bị sập hả? Hè thu sập. Giờ thu nhập chính của gia đình là bây giờ là hai chồng đi làm với bên em. Dạ. Với làm ruộng ha. Dạ. Rồi này ban đêm ảnh có đi bắt ốc bắt gì thêm không? Có. Có hả? Ốc về 1 ký nhiêu rồi chị? Người ta cân ốc vỏ không? Ký ngàn rưỡi. Ừ, ngàn rưỡi. Mà cân tới chỗ lội nhựa bên Sóc Giang á. Mình chở ra đó bán luôn hả? À. Đủ tiền xăng không? Đủ tiền xăng. Nếu mình lộn được nhiều bao thì lại. Dạ. Vậy là gửi tiền này cũng kịp thời ha, cho mua quần áo tập dở cho hai đứa nhỏ hả chị? Dạ. Đây, gửi chị nha. Cảm ơn. Này thầy thật tánh ở Úc Châu gửi cho chị. Dạ. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho hai đứa cháu đi học. Hai đứa cảm ơn thầy đi không? Dạ, con cảm ơn thầy. À. Thầy cũng thấy chị với chị Diễm đi làm với mấy anh em mà cũng vất vả. Yeah. Trời nắng mà làm cực khổ thì thầy cũng muốn em đến đây quay phim hỏi thăm gia đình đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì gia đình này trước đây cũng không có gì đâu mà sau này được cô chú giúp đỡ, được lót nền rồi làm được cái sân với mướn được 5 công đất làm á, thu nhập cũng đỡ hơn. Chứ lúc trước là chị với ảnh đi làm ở đâu lại? Làm Bình Dương á. Vậy hả? Ờ, mấy ngày nữa hãy là làm cho anh rồi mới về nhà làm đó. Làm Bình Dương nữa hả? Ờ, lúc trước làm Bình Dương á. Rồi hai đứa nhỏ đi theo luôn hả? Em đi theo. Rồi chú Thiện cũng chúc cho hai đứa học giỏi nha con. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe hả chị? Dạ. Thì hôm nay ghé thăm gia đình chút rồi cũng quay phim trò chuyện cùng với gia đình chị. Để biết được bây giờ cũng làm ruộng rồi thì mình cũng có lúa cũng đỡ hơn lúc trước đi làm Bình Dương thì cũng không có dư gì. Gắng lớn đi làm tiếp cha mẹ. Dạ. Nha. Rồi em xin phép về hả chị? Dạ. Chú về luôn hai đứa. Dạ. Thiện cảm ơn thầy thật tánh rất là nhiều, gửi cho Thiện 4 triệu để giúp cho hai gia đình chị Tiền ngày hôm nay và hồi nãy cũng có gửi cho chị Diễm 2 triệu nữa. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Cũng mong cô bác
anh chị xem được rồi xin ủng hộ tiếp cho những gia đình. Mấy anh em đi làm với thiện thì cũng hoàn cảnh khó khăn, cũng nghèo không à. Thì đi làm được đồng nào đỡ đồng đó, phụ tiếp thêm cho mấy đứa nhỏ nó đi học.